Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin tối của chúng tôi. Bản tin tối mùng 5 tháng 2 được cập nhật đến 18 giờ hàng ngày và sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ông Nguyễn Xuân Phúc nói chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Cựu tư lệnh cảnh sát biển và 6 sĩ quan rút ruột 50 tỷ đồng. Thụ lý vụ bé Hạo Nam rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp. Phi công Trần Ngọc Duy hy sinh khi cố cứu máy bay Su-22. ChatGPT quấy đảo thế giới. Cựu tư lệnh cảnh sát biển tham ô 50 tỷ đồng, rơi máy bay Su-22 ở Yên Bái. Trung tướng Tô Ân Sô thôi chức Chánh Văn phòng Bộ Công an là những thông tin đáng chú ý tuần qua. Ngay sau đây mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại các sự kiện nổi bật trong tuần. Chiều ngày 4 tháng 2, tại Văn phòng Chủ tịch nước đã diễn ra buổi lễ bàn giao công tác của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Phúc nói, trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, tôi chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi có một số cán bộ vi phạm, khuyết điểm gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyên Chủ tịch nước cũng xin nói thêm một ý về vụ Việt Á. Gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á. Điều này cũng đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng. Ông bày tỏ sự trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo đảng, nhà nước, cơ quan trung ương, địa phương đã hết sức ủng hộ, giúp đỡ để ông hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Ngày 2 tháng 2 vừa qua, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Sơn, cựu trung tướng, cựu tư lệnh cảnh sát biển về hành vi tham ô tài sản. 6 người bị truy tố cùng tội danh gồm Hoàng Văn Đồng, 63 tuổi, cựu trung tướng, cựu chính ủy; Doãn Bảo Quyết, 61 tuổi, cựu thiếu tướng, cựu phó chính ủy; Phan Kim Hậu, 59 tuổi, cựu thiếu tướng, cựu phó tư lệnh, cựu tham mưu trưởng; Bùi Trung Dũng, 63 tuổi, cựu thiếu tướng, cựu phó tư lệnh; Nguyễn Văn Hưng, 57 tuổi, cựu đại tá, cựu cục trưởng kỹ thuật; và Bùi Văn Huề, 54 tuổi, cựu thiếu tá, cựu phó phòng tài chính. Theo cáo trạng, năm 2019, ông Nguyễn Văn Sơn, khi đó là tư lệnh cảnh sát biển, đã yêu cầu cấp dưới rút ra 50 tỷ đồng tiền ngân sách mua vật tư, thiết bị để chuyển lại cho Bộ Tư lệnh sử dụng. 4 cấp dưới khác của ông Sơn đồng ý về kế hoạch tham ô 50 tỷ đồng của ông Sơn. Sau khi rút ruột ngân sách thành công, ông Sơn và 4 cấp dưới chia nhau mỗi người 10 tỷ đồng. Đến tháng 6 năm 2020, cựu thiếu tướng Phan Kim Hậu, một trong 5 người tham ô, đã làm đơn gửi cơ quan chức năng kèm theo 2 file ghi âm phản ánh về tiêu cực, tham nhũng của bản thân và các đồng phạm. Trong vụ án, ông Nguyễn Văn Sơn bị xác định có vai trò chủ mưu, khởi xướng, do đó phải chịu trách nhiệm chính. Theo VTC News, vụ án này sẽ được xét xử ở Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội. Phần tiếp theo của chương trình là những thông tin mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Một sự kiện khác đáng chú ý trong tuần qua liên quan đến vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam. Cụ thể mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung đối với vụ án. Viện Kiểm sát đề nghị cơ quan điều tra nêu rõ kết luận về việc giám định nội dung phát ngôn của tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, cố vấn pháp lý cho bà Nguyễn Phương Hằng, có một số nội dung đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm cá nhân. Trước đó, Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng cùng 3 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Về vai trò của tiến sĩ luật Đặng Anh Quân trong các buổi livestream của bà Phương Hằng, cơ quan điều tra xác định chưa đủ cơ sở khẳng định có những hành vi vi phạm các quy định của pháp luật theo kết quả giám định nội dung phát ngôn của ông Quân. Ngày 3 tháng 2, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ hình sự đối với Phùng Mạnh Duẩn, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 1901V. Ông Duẩn bị điều tra về tội nhận hối lộ. Ngày 4 tháng 2, một cán bộ Công an tỉnh Nghệ An xác nhận Công an tỉnh này đang tiến hành khám xét tại trụ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An 3701S ở số 72 đường Phan Bội Châu, thành phố Vinh, Nghệ An. Sau khi khám xét, cơ quan Công an đã lập biên bản, thu giữ và niêm phong nhiều bộ máy tính để bàn, nhiều hộp đựng tài liệu. Một số phòng hồ sơ tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An đã bị Công an niêm phong phục vụ công tác điều tra làm rõ. Liên quan đến hoạt động đăng kiểm, từ sau Tết Nguyên đán, việc đăng kiểm xe cơ giới đã hạ nhiệt, ghi nhận ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, một số trung tâm vắng thưa người đến đăng kiểm. Ngày 4 tháng 1, đại diện tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng chức năng đang thụ lý vụ bé Hạo Nam 10 tuổi rơi xuống ống trụ bê tông. Còn về phần kinh phí trong quá trình cứu hộ cứu nạn bé trai,
thì tỉnh đang tập hợp lại. Nhưng về nguyên tắc, đơn vị nào để xảy ra hậu quả thì có trách nhiệm khắc phục chi trả, đại diện này cho biết. Vào lúc 12:09 ngày 31 tháng 1, khi đó là đại úy phi công cấp 3 Trần Ngọc Duy đã điều khiển máy bay Su-22 số hiệu 5873 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371 cất cánh chuyến bay thứ nhất, bài bay huấn luyện số 206. Đến 12:27, trong lúc hạ cánh, máy bay đã gặp nạn, phi công được lệnh nhảy dù nhưng cố cứu máy bay. Tuy nhiên sau đó, máy bay bị rơi, phi công đã hy sinh. Theo thông tin từ Quân chủng Phòng không, Không quân sáng ngày 1 tháng 2, Bộ Quốc phòng đã quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn đối với phi công Trần Ngọc Duy. Cùng ngày, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ký quyết định số 109/QĐ-CTN về việc truy tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc cho thiếu tá phi công Trần Ngọc Duy. Xin được chuyển sang các thông tin quốc tế nổi bật trong tuần. Tuần qua, Lầu Năm Góc cho biết Không quân Mỹ đang theo dõi một thiết bị được cho là khí cầu do thám của Trung Quốc bay trên đất Mỹ. Chính quyền Tổng thống Joe Biden quyết định không bắn hạ khí cầu do thám. Tuy nhiên, giới chức Mỹ đã lập tức triển khai các biện pháp bảo vệ thông tin nhạy cảm. Phản đối về vụ việc, phía Trung Quốc thông báo khí cầu dân sự đến từ Trung Quốc phục vụ nghiên cứu khí tượng và các hoạt động khoa học khác. Do ảnh hưởng của gió Tây và khả năng điều khiển hạn chế, khí cầu đã đi lệch hướng dự kiến. Sau khi khí cầu của Trung Quốc được phát hiện trong không phận Mỹ, Ngoại trưởng Antony Blinken thông báo hoãn chuyến thăm tới Trung Quốc. Cùng với đó, ông Blinken khẳng định sự hiện diện của khí cầu giám sát này trong không phận của Mỹ rõ ràng vi phạm chủ quyền của chúng tôi và luật pháp quốc tế, cũng là hành vi vô trách nhiệm. Đến tối ngày 3 tháng 2, tức sáng ngày 4 tháng 2 theo giờ Hà Nội, Lầu Năm Góc cho biết họ phát hiện khí cầu do thám thứ hai của Trung Quốc bay qua khu vực Mỹ-Latin. Căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ trong vụ khinh khí cầu chưa có dấu hiệu dừng lại khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc chính trị gia, truyền thông Mỹ lợi dụng vụ khí cầu bay lạc vào lãnh thổ Mỹ để làm mất uy tín của Bắc Kinh. Cũng trong tuần qua, FBI đã tiến hành khám xét nhà riêng của Tổng thống Joe Biden tại Rehoboth, bang Delaware. RT đưa tin, cuộc khám xét này như một phần của cuộc điều tra đang diễn ra về việc Tổng thống lưu trữ trái phép tài liệu mật. Đợt khám xét diễn ra từ 8:30 sáng đến trưa ngày 1 tháng 2. Về kết quả của cuộc khám xét, ông Bob Bauer cho biết không có tài liệu mang dấu mật nào được tìm thấy. Tuy nhiên, các đặc vụ đã thu giữ một số giấy tờ và ghi chú viết tay liên quan thời gian ông Biden còn là phó tổng thống Mỹ để tìm hiểu thêm. Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc điều tra liên quan vụ ông Biden còn giữ tài liệu mật từ thời ông làm phó tổng thống trong chính quyền Barack Obama. Cũng liên quan đến tài liệu mật, ngày 2 tháng 2 vừa qua, truyền thông Mỹ cho biết Bộ Tư pháp đang thảo luận với nhóm pháp lý của cựu phó tổng thống Mike Pence về việc lên lịch khám xét nhà riêng của ông ở bang Indiana và văn phòng tại thủ đô Washington. Trước đó, các đặc vụ FBI đã thu thập tài liệu từ nhà của ông Pence ở bang Indiana, nhưng chưa tự tiến hành khám xét nhà cựu phó tổng thống. Nếu như mạng xã hội Instagram mất 355 ngày để đạt được 10 triệu người dùng đăng ký, thì ChatGPT chỉ cần 40 ngày để vượt mốc 10 triệu tài khoản. Không sai khi cho rằng ChatGPT thực sự đang gây sốt trên toàn cầu. ChatGPT, Chat Generative Retraining Transformer, là một chatbot do công ty khởi nghiệp OpenAI có trụ sở tại San Francisco, Mỹ phát triển và được giới thiệu đến công chúng từ ngày 30 tháng 11 năm 2022. Có thể hiểu đơn giản, ChatGPT là một sản phẩm của AI, trí thông minh nhân tạo. Theo báo USA Today, với kho kiến thức khổng lồ, ChatGPT sẽ trả lời bất cứ điều gì người dùng hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên đời thường. Công cụ này hoạt động giống như một cuộc hỏi đáp giữa người với người. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tối mùng 5 tháng 2 của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất ở tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm cũng như đồng hành của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.